có ở đây có một cái quán là quán bán nước sâm này, sâm 24 vị này, rong biển rồi mía lau, rất là nhiều vị nha, mang phong cách của người Hoa nha quý vị, rất là tuyệt vời. Nước đắng có này, wow, đây có một cái gọi là một cái gì đấy, cái này là cái một cái lư rất là lớn luôn đấy, rất là hay nhá. Đường bên trái này rất là nhiều điều thú vị. Con đường này đặc biệt là nó có một cái ngôi chùa cổ đó quý vị, đây là ngôi chùa cổ này đấy, quý vị thấy không, cái chùa này thì ngày lễ ngày Tết á, rất là nhiều người đến đây thắp hương cũng như là cầu mong hạnh phúc cũng như là khỏe mạnh ở đây nhá. Đấy còn quý vị, chắc quý vị cũng nhiều quý vị cũng biết cái ngôi chùa cổ này nha quý vị. Đấy, đâu, đường bên trái này nó rất là hay đấy. Rồi chúng ta tiếp tục hành trình nhá. Khám phá đường bên trái nha quý vị. Bên này nó bán đồ thể thao rất là nhiều quý vị ạ. Và bên này nó có một cái trường đại học thể dục thể thao nằm bên này. Nên ở đây bán rất nhiều đồ thể dục thể thao. Đồ bơi rồi đồ thể thao, chung là đồ thể thao, đồ gì cũng có nhá. Con đường bên trái này nhá. Quý vị nào có cần thì hãy đến đây mua. Ở đây nó có một cái chợ gọi là chợ xã Tây này. Chợ xã Tây nha quý vị, rất là hay. Rồi kính xe lại đây, có một cái này rất là hay, kính chia sẻ với quý vị. Đây có một cái quán là quán bán nước sâm này, sâm 24 vị này, rong biển rồi mía lau, rất là nhiều vị nha, mang phong cách của người Hoa nha quý vị, rất là tuyệt vời. Nước đắng có này, wow, đây có một cái gọi là một cái gì đấy, cái này là cái một cái lư rất là lớn luôn đấy, rất là hay nhá. Đường bên trái này rất là nhiều điều thú vị. Đây trường đại học thể dục thể thao nó nằm ở đây đây. Nó nằm ở chỗ 639 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5. Đây là ở đây bán rất là nhiều đồ thể dục thể thao luôn. Nó ăn theo cái trường đại học thể thao này quý vị.
này thì tập trung rất là đông người Hoa sinh sống ở đây. Vậy nên là quận 5 người gọi là cái quận gọi là cái có một cái khu phố là nguyên là khu phố người Hoa ở đây các vị. Rồi đổ xăng nha các vị ơi. Rồi. Rồi em 30 ngàn anh. 30 ngàn. Rồi chúng ta tiếp tục hành trình nha các bạn. Đây bán đồ thể thao rất nhiều này. Có một người Việt kiều ở bên Mỹ với lại một chú ở Mỹ Tho nhờ Kiên chia sẻ lại cái đường miền trái này nha quý vị. Nên là hôm nay Kiên chạy đến đây nhân dịp và chia sẻ với tất cả quý vị luôn. Xin kính chào tất cả quý vị nha, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nha.